Tôi sẽ lôi tất cả những con người nào mà sỉ nhục vợ chồng tôi lên màn hình trước công chúng. Vô duyên vô cớ, không quen không biết vào bình luận chửi vợ chồng tôi. Tôi sẽ lôi hết tất cả hình ảnh để tôi phô diễn cho quý vị xem, để cho quý vị thấy rằng những con người vô cớ chửi vợ chồng tôi để cổ suý cho cái gì tôi không biết, là bởi vì tôi không quen. Và những người chửi tôi đa số là nít giả. Và kể cả những người đàn ông, những người phụ nữ, tôi chụp lại hết tất cả. Và tôi sẽ có một ngày để trình diện cho quý vị xem hàng trăm người như vậy. Hỏi có quen tôi không? Không hề quen, không hề biết, không hề có một mối ân oán nào ở đây, uẩn khuất nào ở đây, mà lên chửi tôi, xúc phạm tôi đủ điều, kể cả chồng tôi nữa. Thì đó là gì? Tôi cần phải lôi lên cho công chúng, để trong cuộc sống chúng ta có chạm phải những con người này, chúng ta phải tránh nó đi. Để rồi quý vị thấy rằng là lòng dạ của nó, cũng như tư cách của đạo đức của nó, một người không quen, không biết, không đụng chạm mà đi chửi người ta, thì quý vị đụng chạm vào thì quý vị có yên với tụi nó không?